Thưa quý vị, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Hải Trình mang hơi ấm ra Thiện Phương không chỉ mang theo quà Tết mà còn mang theo cả tình cảm, lòng tình yêu của người dân đất liền gửi đến cán bộ chiến sĩ và người dân nơi tiền tiêu biên cương trên biển của Tổ quốc. Năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục tổ chức hai đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, các tàu trực và các cơ quan dân chính đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo. Dự kiến chuyến đi thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ, các cơ quan đơn vị đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thêm lục địa phía Nam sẽ kéo dài khoảng 13 đến 15 ngày. Hai đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 sẽ mang hơn 500 phần quà Tết, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp tặng chúc Tết cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn DK1, các cơ quan đơn vị dân chính đảng huyện Côn Đảo, thăm chúc Tết các đơn vị đang trực bảo vệ chủ quyền trên biển trong dịp đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Những phần quà Tết từ khắp nơi được gửi gắm theo đoàn công tác Vùng 2 Hải quân gửi đến các nhà giàn DK1, tàu trực và các đơn vị, làm nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa đối với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.